Bên cạnh một phát livestream, chúng ta sẽ có nút tùy chỉnh độ phân giải và tốc độ đường truyền. Ở băng thông, các bạn có thể chọn auto, có độ phân giải tùy thuộc vào gói cước mà bạn sử dụng. Bạn sẽ chọn được độ phân giải tối đa cho livestream. Để kiểm tra và nâng cấp gói cước, hãy xem video hướng dẫn nâng cấp tài khoản. Trong giao diện sau khi đăng nhập, bạn vào phần gói cước. Tại đây có hiển thị thông tin gói cước mà bạn đang dùng cũng như là những gói cước khác mà bạn có thể mua. Bạn có thể thấy gói cước có độ phân giải 1080 chính là gói cước nâng cao. Nếu như mà bạn không có nhu cầu sử dụng gói cước nâng cao nhưng vẫn muốn phát livestream full HD, chúng ta có thể dễ dàng làm được điều này bằng cách tự cấu hình gói cước tại đây. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành thanh toán như bình thường.